Bạn, chúng ta không thể phủ nhận rằng Nhật Bản luôn là một trong những đất nước có nền giáo dục đẳng cấp quốc tế, và bạn có thể tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến này ở bất kể trường đại học hay là cao đẳng hay là trường nghề ở Nhật Bản nào. Với những học sinh châu Á thì chi phí du học Nhật Bản sẽ luôn thấp hơn rất nhiều với chi phí ở các nước châu Mỹ hay là châu Âu. Ngoài ra thì chính phủ Nhật cũng không giới hạn các công việc làm thêm, vậy nên thì chúng ta có thể chọn những công việc làm thêm phù hợp và kiếm một nguồn thu nhập riêng để chi trả các sinh hoạt phí cũng như là có thể tiết kiệm cho mình. Chúng ta có thể trải nghiệm các cái loại hình văn hóa Nhật Bản qua các câu lạc bộ nữa. Ở Nhật Bản thì ngoài các câu lạc bộ học sinh sinh viên thì chúng ta có thể tham gia các cái nhóm xã hội riêng, và đây là các nhóm hoạt động mà dựa trên cơ sở chung sở thích, nhưng mà không nhận cái sự hỗ trợ của nhà trường và cũng có nhiều hoạt động hơn là các câu lạc bộ trong trường. Và có thể kể đến như là các câu lạc bộ bóng đá, karate, âm nhạc, nhiếp ảnh, hội họa hay là đến kịch nữa. Và nếu các bạn tham gia các câu lạc bộ này thì chắc chắn bạn sẽ có thể vừa vui vẻ chia sẻ sở thích, bổ sung kiến thức và có thể kết bạn với rất là nhiều người hơn nữa. Và tiếp theo nữa là một cái lý do nữa, đó chính là Nhật Bản là một cái quốc gia rất là văn minh và an toàn. Thì Nhật Bản là một trong những quốc gia an toàn bậc nhất thế giới. Đường phố Nhật Bản thì rất là sạch sẽ, con người Nhật Bản thì lịch sự và thân thiện. Các cửa hàng tiện lợi thì máy bán hàng tự động thì ở khắp mọi nơi, nên là rất là thuận tiện cho chúng ta cái việc mua sắm cũng như là chuẩn bị đồ đạc. Và nếu các bạn thấy du học Nhật Bản hấp dẫn như thế này thì còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký đúng không nào? Hãy liên hệ với chúng tôi sớm nhất để có thể có những thông tin bổ ích hơn nhé. Bye bye!